Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ đến Thuận An, Bình Dương, đến trại gà của anh Phúc để giao cho anh một cái cân điện tử inox, cân gà vịt chốt số và một cân điện tử có bánh xe di chuyển anh chị nha. Mình khởi động cân thì mình nhấn cái phím này, giống như cái cân kia anh đang có ha. Mình trong quá trình khởi động á, mình chờ nó im xong đã. Dạ đúng rồi. Rồi giờ là mình đi ra mình cân rồi đó. Dạ. Còn ví dụ như mình muốn trừ bì cái lòng thì mình nhớ giùm em có phím chữ T. Mình đặt cái lòng trống lên, mình nhấn chữ T. Ví dụ nó 0.2. Rồi anh bấm giùm em đi. Giờ là trừ bì xong rồi đó. Dạ. Còn lấy ra là nằm đúng trọng lượng đó luôn. Rồi bấm chữ T lại là xong. Còn cái không này là gì? Nhà là xác định là trạng thái zero. Anh bỏ lên đi, em bỏ lại cái sợi dây đi. Anh bấm zero nó không trở về không. Thì lúc đó mình hiểu là mình xác định là trạng thái zero. Còn cái kia là trừ. Trừ là trừ cái, thì cái xác định nằm trạng thái zero nó ở nằm trong mức độ khoảng 10kg trở lại thôi, ví dụ vậy. Còn trừ bì thì anh muốn trừ bì nhiều cũng được. Dạ. Còn em mà ở trường hợp em mà ba phím màu đen đó của kỹ thuật tụi em chung. Còn anh em. Dạ đúng rồi, anh chỉ có màu phím màu đỏ là tắt mở. Dạ. Phím màu xanh là bấm dược zero rồi. Vì bây giờ vấn đề là cái cân này nó báo in ở đâu? Đúng không? Vậy thì bây giờ anh bấm giùm em phím tắt thì trước khi mà cái màn hình nó tắt luôn á. Trước khi màn hình nó tắt luôn nó sẽ hiện ra số phần trăm pin. Đó 99% pin ha. Rồi cân này cũng vậy. Dạ. Còn hết sao? Hết thì nó sẽ báo cho mình là 23, 20. Không, ý đó là lúc mà ba miếng hết là mình mở lên nó quá không? Dạ có, anh thử lần nữa đi. Sau dãy số 9 anh nha. Dạ. Đó, 99%. Dạ. Như vậy mà chủ động mình sạc ha. Còn với cái này nó báo gì? Là ví dụ như anh tịnh bao đi. Anh tịnh bao thì thiếu đủ thừa đúng không? Thì nó sẽ báo như thế này. Mình cài đặt thì nó báo là thiếu nè, đủ nè, thừa nè. Nếu mình cân nó màu cám á. Trong công nghiệp á, còn mình đôi lúc mình cân gà thì mình không quan tâm tới. Dạ, mình chỉ quan tâm là cái cân này nó chống nước nè, nó chốt số nè. Dạ. Dạ. Chúng ta đã vừa xem qua cái cảnh giao cân thực tế cho anh Phúc ở Thuận An, Bình Dương, một cái cân điện tử inox D28SS, cân gà bị chốt số. Vậy thì cân gà bị chốt số nó hữu ích như thế nào cho anh chị? Nghĩa là chúng ta đặt hai cái lồng gà lồng vịt lên, chờ 1 đến 2 giây là số nó ổn định và nó sẽ khóa lại. Lúc nó khóa lại có nghĩa là con gà con vịt nó tông lồng nó nhảy đi nữa thì số nó vẫn không thay đổi, giúp cho người mua và người bán rõ ràng con số nó ghi vào sổ và không có phải cãi nhau. Nghĩa là nếu như mà anh chị sử dụng một cái cân điện tử khác thì có thể rằng là hai lòng nó sẽ 411, 42, 411, 412, nó chập chờn con số cuối như vậy đó, thì đâm ra là người mua người bán sẽ không có vui vẻ hoặc là sẽ không có ghi giống nhau. Còn với cái dòng cân điện tử inox D28SS chốt số này, nó sẽ giúp hữu ích rất là nhiều. Ví dụ đây là nó sẽ chốt số và người ta sẽ ghi sổ nhanh chóng thôi. Và cái thứ hai là cái cân này nó là inox chống rỉ và chống nước nữa, cho nên là mình sử dụng an toàn trong điều kiện chuồng trại gà vịt heo anh chị nha. Và xem xong video clip này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng quá và mình cần sử dụng cái cân này cho chuồng trại của mình thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao hàng tận nơi đến anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem trọn video clip này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.